đảm bảo yêu cầu tiêu thoát nước mưa, nước thải sau xử lý từ khu công nghiệp Khánh Phú và chống ngập úng cho khu vực thôn Hảo Phú, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, nâng cao đời sống dân sinh, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương là mục tiêu của dự án cải tạo, nâng cấp kênh điều hòa khu công nghiệp Khánh Phú, huyện Yên Khánh, đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư tại kỳ họp thứ 2. Đây cũng là điều mà người dân địa phương đang rất mong đợi. Theo đó, tổng mức đầu tư dự án là 45 tỷ đồng, quy mô đầu tư gồm nạo vét tuyến kênh điều hòa khu công nghiệp Khánh Phú, chiều dài khoảng 4,5 km từ cống dưới chân cầu vượt cắt cao tốc Bắc Nam đoạn Cao Bồ Mai Sơn đến hết thôn Hảo Phú, kè gia cố hai bên bờ kênh từ cao trình đáy kênh đến cao trình mặt đường vành đai khu công nghiệp. Xây dựng các cống thông nước trên kênh tại các vị trí đường vào thôn Hào Phú và nâng cấp hai dốc đường dân sinh thôn, đảm bảo điều kiện giao thông thuận lợi, sửa chữa, nâng cấp trạm bơm Hào Phú, đảm bảo đủ công suất phục vụ nhân dân. Chúng tôi thì rất là kỳ vọng khi mà thực hiện được cái dự án này thì là người dân chúng tôi còn mấy chục mẫu đây là lại được cái hai vụ môi trường sẽ đảm bảo lại ấy như xưa thì tốt quá rồi. Thôn Hào Phú, xã Khánh Phú hiện có 425 hộ dân với gần 1.500 nhân khẩu. Kênh điều hòa khu công nghiệp tiêu thoát nước mưa, nước thải sau xử lý từ khu công nghiệp Khánh Phú và chống ngập úng cho thôn. Những năm qua, ở một số thời điểm, nguồn nước tại đây có dấu hiệu bị ô nhiễm, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, sinh hoạt của nhân dân. Vì vậy, việc ban hành nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống kênh này có ý nghĩa rất lớn đối với địa phương. Chúng tôi cũng thay mặt cho bà con nhân dân trong thôn xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban dân tỉnh, rồi của huyện để cho bà con nhân dân trong thôn là yên tâm phát triển kinh tế xã hội. Về phía cơ sở thì cũng thành lập ra một cái tổ giám sát cộng đồng, giám sát cái việc mà xây dựng làm sao đảm bảo cái chất lượng cho cái công trình nó bền vững. Chúng tôi thì cũng mong muốn làm sao các nhà thi công nhanh chóng sớm ngày nào là nhân dân phấn khởi ngày đấy. Mong muốn làm sao tất cả các công ty khu công nghiệp thực hiện thả các cái nguồn nước của nhà máy ra theo đúng cái quy định của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Khi hoàn thành, dự án cải tạo kênh điều hòa khu công nghiệp Khánh Phú sẽ góp phần quan trọng giảm thiểu ô nhiễm môi trường, nâng cao đời sống dân sinh, phát triển kinh tế xã hội địa phương.